hôm nay với mình sẽ nói kỹ hơn chút ha, sâu hơn chút lại để chúng ta hiểu được cái nghĩa sâu trong kinh Kim Cang. It looks like the most venerable already taught us. Giống như các vị hòa thượng đã dạy chúng ta vậy đó. Now all of you agree with I suggest. Quý thầy có đồng ý không hay là chúng ta học tiếp luôn? Hả? À. Okay. Now we review it again before we go to section 8. In the translation, English translation, we are based on the red pie. The red pie translation. So, dở quá. Now in red pie translation, he based on the Max Müller and Edward Cone translation into English from the Sanskrit one, and the selection of Indian and Chan commentary on the figures such as Asanga, Vasubandhu, Huenen, Linchi, and that's a Buddhist lighty named Giang Vị Nông. He was born on 1871 and died on 1938. Tức là cư sĩ Giang Vị Nông là một vị cư sĩ mà ngài đã từng học nghiên cứu về kinh Kim Cang suốt 40 năm, tham dự tất cả các pháp hội tại Trung Quốc ở thời đó bởi các vị đại sư giảng về kinh Kim Cang. Và sau đó thì suốt 40 năm nghiên cứu, ngài đã viết ra cái cuốn luận giải về kinh Kim Cang và được cái giới học thuật Trung Quốc, Nhật Bản vân vân ca tụng hết lời luôn, bởi vì cái mức độ thâm sâu trong cái kiến giải của ngài. Thậm chí cái cuốn của Hòa Thượng Thanh Từ mà kinh Kim Cang giảng giải á, là đa phần là dựa trong cái cuốn đó của cư sĩ Giang Vị Nông này nè. Và cái cuốn này đã được cư sĩ Đồ Nam dịch sang tiếng Việt và up lên trang web Thư viện Hoa Sen, chúng ta có thể về coi được không? Nha. Rất là hay, nhưng mà nó hơi dài, chúng ta đọc và lấy ý chính thôi nha. Thì đó là cái vị cư sĩ mà hôm qua chứ mình có nói với quý thầy cô về tìm hiểu cái chữ này nè, Chan Quê Nun này nè, nha. Thì giờ nó là Giang Vị Nông á nha, giang là con sông á. Thì đó là cái nói về cái bản dịch hôm qua. Now we move to the main content of this sutra. Third I have heard one the Bhagavan's word Ravani Saravasti at Anathapindika Garden in Chita Forest, together with the full assembly of 1,250 bhikkhus and a great many fearless bodhisattva. Như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ngự ở gần thành Xá Vệ, ở kỳ thọ cấp cô độc viên cùng với đầy đủ chúng hội chúng tỳ kheo gồm 1,250 người và rất nhiều, a great many, rất nhiều các vị Bồ Tát không sợ hãi. Now, in the opening of the Diamond Sutra, it's not the other Mahayana Sutra. For example, in the Saddhamapundarika or the Lotus Sutra, it's opening with the miraculous power of the Buddha when he's sitting in meditation and he spread out his light and teaching the various meaning of Mahayana in his life, holo life. Có nghĩa là như là kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì Đức Phật mở đầu bằng cách là ngài ngồi nhập định và tỏ ra cái hào quang. Trong cái hào quang đó ngài thuyết pháp cho vô lượng Bồ Tát, gọi là vô lượng nghĩa xứ định, được không? Như kinh Hoa Nghiêm thì là còn tuyệt vời hơn nữa. Nó xuyên không gian thời gian 21 ngày với cội Bồ Đề á, là ngài đã thuyết cho những cái vị mà đệ tử chưa có mặt thời đó, lúc mà ngài mới thành đạo á, như Xá Lợi Phất, Mục Quyền Liên cũng có mặt ở trong pháp hội Hoa Nghiêm luôn. Nó giống như là cái chuyện không tưởng vậy đó. Nhưng riêng cái kinh Kim Cang này thì khác nha. Opening by the daily activity of the Buddha. Bắt đầu bằng cái hoạt động hàng ngày của Đức Thế Tôn. Và cái hoạt động hàng ngày này được diễn ra như chúng ta đã tìm hiểu ngày hôm qua. Và những cái hoạt động đó đã được ngài Tu Bồ Đề tán thán là thật là hy hữu, thật là rất hy hữu. Đức Thế Tôn đã khéo cái chữ hao mà chúng ta hôm qua dịch là như thế nào á, cho nên dịch là một cái tháng từ. Interjection, một cái từ chen vô để cảm thán về cái sự hộ niệm và phó chúc của Đức Thế Tôn cho các vị Bồ Tát. Nó rất là bình thường, bằng những cái hành động rất là bình thường nhưng mà rất là phi thường của Đức Phật. Đó là hàng ngày ngài là một đấng giác ngộ,
một vị thầy của trời người, là một leader, đúng không? Of the Buddhist community. But he had to go around the city to get offering food from other people. And then he turned back from his around, daily around, turned back his hermit and to prepare for the meditation. Có nghĩa là một cái hành động hàng ngày của Ngài mà suốt 49 năm thuyết pháp, Ngài cứ đi khất thực và đi về, ngồi rửa chân, chải tọa cụ, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, v.v. Thì những cái hành động đó chính là cái lời mà vô ngôn Đức Thế Tôn đã hộ niệm và phó chúc coi có vị Bồ Tát đó. Và chúng ta sẽ tìm hiểu cái nghĩa sâu đó nha. Yesterday I have no time. I think that we have only 2 weeks for complete this sutra. So I try to translate this sutra in rapidly speed. Tức là khi mà chúng mình nghĩ có 2 tuần để chúng ta học hoàn tất cái kinh này, cho nên chúng mình ráng chạy cho nó nhanh, không có dám dừng lại để giảng sâu về từng cái nghĩa của nó. Thì hôm nay thì chúng mình được biết rằng mình có tới 4 tuần lần được không? Để mà chúng ta học cái kinh này. Nhưng mà thật ra thì nếu mình học nhanh thì có chừng 3 tuần là xong nha. Thì để chúng ta hoàn tất cái kinh này. Do đó mà có thêm thời gian để cho quý thầy cô hiểu cái nghĩa sâu hơn. Our class belong to the Buddhist English department. We are not the philosophy department. So we have no time to study deeply the meaning of the sutra and the sastra commentary, the canon. We have a lot of English subjects for study outside the Buddhist Tripitaka. Chúng ta học rất nhiều môn bên ngoài Tam Tạng Thánh Điển, cho nên chúng ta không có thời gian để nhiều để chúng ta nghiên cứu về kinh luận của Phật giáo. Và vì vậy mà chúng mình sẽ dành nhiều thời gian hơn để cho chúng ta hiểu sâu cái nghĩa của từng bộ kinh nha. Đồng ý vậy không? Mình English is not important in this subject. Ở trong cái môn Kinh Kim Cang này, cái vấn đề học ngôn ngữ mới quan trọng. I manage the idea, the thought of the subject, not language. Chứ mình phụ trách cái vấn đề chuyển đạt tư tưởng, chứ không phải là phụ trách vấn đề mà chỉnh sửa ngôn ngữ. Vì vậy, everybody can speak with a lot of mistakes. I need not to repair or correct for them, for you. Thì mình thí dụ quý thầy cô có đọc sai hay là có đọc nó không có chuẩn thì chứ mình không cần phải chỉnh sửa nữa, được không nè? That accent, there are many, a lot of teacher manage this one, okay? Có nhiều vị thầy lo ở vụ đó rồi, giờ chứ mình sẽ truyền đặt tư tưởng thôi, đồng ý không nè? And the officials are the secretary of the department, tức là các vị thư ký của cái bộ môn á, thì có yêu cầu Chí Minh á là nói tới 75% English medium, 75% in English medium, only 25% in Vietnamese. But I think that I have to convert it into Vietnamese more than English. Thì mình nghĩ rằng 75% nói tiếng Việt mới chuyển hết ngôn ngữ được không nè. 25% nói tiếng Anh thôi, đồng ý không? Okay, thank you very much. Okay, one by one. When day, before noon, the Bhagavan put on his patch robe and pick up his pearl and enter the cavern of Savrasi for offering. I will look at this paragraph, trying to understand the meaning, the Prajnaparamita meaning in this paragraph. Chúng ta cố gắng đọc từng câu và chúng ta soi, chúng ta tìm coi cái trí tuệ bát nhã trong từng cái hành động cụ thể qua từng đoạn kinh văn như thế này. Nó là cái gì mà Ngài Tu Bồ Đề khen Đức Thế Tôn qua cái chuyện mà đi thực hành, đi khất thực vậy là đã hộ niệm và đã phó chúc cho các vị Bồ Tát rồi nha. Thì đây là một cái câu chuyện mà kể rằng là Ngài Tu Bồ Đề từ trong Aranya, tức là A Lan Nhã, trong rừng sâu, cùng với vài một số các vị tỳ kheo tu ẩn dật ở trong rừng sâu, đi ra ngoài kỳ viên tịnh xá ở tại thành đô Xá Vệ để mà học hỏi thêm về giáo pháp đối với Đức Thế Tôn. Đây là cái nguyên nhân phát khởi bộ kinh này đó. Thì có lẽ là đến trước đó một vài ngày rồi đó,
Nhưng mà Đức Thế Tông không có dạy cái gì hết về giáo nghĩa thêm hết. Ngài chỉ dắt Tu Bồ Đề cùng đại chúng đi khất thực, đúng không? Đi làm vòng vòng khất thực cái đã, rồi quay về cũng ngày nào cũng như ngày nấy. À, và trải tọa cụ ngồi kiết già, đặt niệm trước mặt, vân vân. Thì qua những cái hành động đó mà Tu Bồ Đề mới khám phá ra cái bài pháp vô ngôn của Đức Thế Tôn. Và Ngài tán thán qua cái phần mà thư thỉnh đó, được không nè? Chúng ta sẽ phân tích cái đó sau nha. Bây giờ chúng ta hãy thử tìm hiểu cái này chút xíu. The Sravasti for offering là khi mà Ngài enter in the Sravasti capital, đi vào kinh thành xá vệ để for offering mean để xin ăn, được không nè? Offer, this is a verb of somebody donate or give something for someone. Nghĩa là một người nào đó cho người khác cái gì đó. Ở đây Đức Phật for là xin, offer là xin cái sự bố thí của người khác, được chưa nè? Gọi là khất, khất là xin, thực là thức ăn á. Đó. Thì đây là một cái hành động mà nó thuộc về lục độ ba la mật. Đương nhiên Đức Phật thị hiện, hay mình gọi là biểu diễn cũng được đó nha. Display or perform his discourse, his dharma through his daily activity. Ngài trình bày cái bài pháp của Ngài qua cái hành động hàng ngày. Nó đầy đủ 6 paramita, nó bao gồm 6 ba la mật ở trong đó. Chúng ta lưu ý nha. Và bây giờ cái thứ nhất là bố thí. Thì khi đi xin ăn có bố thí không? Yes. Bố thí what? Yes, donate the dharma to the people and receive food from them. Tức là mình nhận thức ăn mà mình bố thí pháp. Ví dụ tới người đó nói, thưa Đức Thế Tôn, nhà con hôm nay có người chết, nhà con hôm nay có người bệnh, nhà con hôm nay có người bị corona, COVID-19. Thì Đức Thế Tôn sẽ làm sao? Sẽ thuyết một cái bài pháp nói về vấn đề phòng bệnh, trị bệnh theo quan điểm của Đạo Phật chẳng hạn. Mà ngắn thôi nha. Đó. Giải thích mà Ngài có thần thông nữa, Ngài sẽ soi người ta, gọi là soi căn. Ngài nói, ồ, kiếp trước ông bị cái đó đó, ông sát sanh đó đó. Kiếp trước ông rất là thương yêu chúng sanh, ông phóng sanh nhiều lắm. Kiếp này ông ở trong vùng dịch mà ông không có bị nhiễm đâu, đừng lo. Ta nhiễm cho ông không có nhiễm đâu, dần dần. Thì những cái lời nói mà mang đầy cái sự thần thông quảng đại, oai lực cũng như là trí tuệ siêu việt không gian thời gian của Ngài dành cho cái đối tượng á, nó đã gọi là bố thí pháp, đúng không? Có rất nhiều người, người ta không hiểu tại sao người ta bị cái nạn tai đó, tai nạn đó, hoặc là đại chúng nhìn vô có những cô gái, những chàng trai đi nghe pháp xong về bị bò hút chết, bị tai nạn giao thông vân vân. Thì người ta thắc mắc, Đức Thế Tôn mới dùng định lực túc mạng minh soi lại kiếp trước đã làm gì. Đáng lý ra kiếp này giờ phút đó họ cũng phải chết, nó giống như tử vi, nó giống như thọ mạng vậy đó. À, nhân quả nó đủ thời nó chín à, đúng không nè? Đó, sầu riêng thì giờ trổ bông chứ 7 tháng sau nó sẽ chín. Ví dụ đó, chạy chợ không khỏi nắng nha. Thì lúc ấy Đức Thế Tôn sẽ giải thích cho người ta yên tâm liền. Người ta chấp nhận cái nghiệp. Và người ta nói nếu hôm nay không đi nghe pháp cũng chết, đi nghe pháp cũng chết, thì nghe pháp chết sanh lên cõi trời, không nghe pháp đọa xuống địa ngục. Thế thì đương nhiên cái sự nhận được của người ta nó hơn nhiều lần cái Đức Thế Tôn đi xin một bữa ăn nữa. Phải không nè? Cái đó gọi là bố thí ba la mật á nha. Rồi, có trì giới không? Có. Đức Phật dạy rằng chư Phật trong ba đời, ai xuất gia cũng phải là cạo đầu, mặc áo cà sa, và hạnh khất thực là hạnh ba đời của chư Phật. Cho nên các thầy, các cô đi tu phải đi khất thực để kiếm ăn, chứ không có được đi kiếm tiền để kiếm ăn, được không? À, thì như vậy, Đức Thế Tôn vẫn duy trì cái tác phong đó, vẫn thực hành cái lời dạy của chư Phật ba đời đó, gọi là trì giới đó, được không nè? Có nhẫn nhục không? Có nhẫn nhục không? Có. Nhẫn nhục ở chỗ nào? Nghĩa là Ngài đáng lý ra the leader, the head rồi, là the airport rồi, là viện chủ của tu viện kỳ viên tỉnh xá rồi, và trúc lâm tỉnh xá rồi, đúng không nè? Nhưng mà Ngài đâu phải là có thị giả bưng cơm mỗi ngày đâu. Ngài cũng phải như đại chúng, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Rồi Ngài phải làm sao nữa? Ngài phải đóng cái vai, tức là làm cái nghề, cái ban ăn xin, đúng không nè? Trong tất cả các nghề, nghề đó thấp nhất. Nghề thì gọi là nó nuôi mình, nhưng mà ở đây không phải his life is not for food, food is for his life. Có nghĩa là Ngài không phải sống để ăn, mà Ngài sao? Ăn để mà sống, đúng không nè? Để duy trì mạng sống. His main duty is sila of precept.
ở gì nữa? Meditation, tức là thiền định, đúng không? Giới định and insight, tuệ. For a reason, after getting food, he returned back from his around daily, back to his hermit and prepare for the seat and sitting in meditation. This is his main activity. Cái nhiệm vụ chính của Đức Thế Tôn là hành thiền định và giữ giới. Đi khất thực chỉ là để cho đời sống thôi. Nhưng qua cái khất thực đó nó sẽ hiện là bố thí, này, trì giới, này, nhẫn nhục. Này. Không có hạnh nào khó bằng cái hạnh đi khất thực. Tại vì nó khó ở chỗ là vì cái bản ngã nó hạ xuống mặt đất. Đó. Được không nè? Như hôm qua chúng mình có nói The Most Venerable Thích Tuệ Sĩ when he was in prison, khi mà ngài ở tù á, đúng không? His self become zero, but at that time he enlightened the meaning of Diamond Sutra, và lúc ấy thì ngài ngộ được ý chỉ kinh Kim Cang. Thì vậy cũng vậy nè, đúng không nè? Nếu mà Đức Thế Tôn là một thái tử đi tu vẫn giữ ngôi vị thái tử, mà giả sử đi tu mà được người ta tôn là Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, là cũng tiêu luôn. Phật Hoàng là ông vua mà làm Phật thì đâu có được. Đã là Phật thì phải là khất sĩ chứ, là ăn xin chứ không phải là vua được nha. Mình đáng lý ra ngài tự xưng mình là gì? Đầu Đà Trúc Lâm, chứ đâu có ngài xưng là Phật Hoàng. Mà người đời sau cứ tôn ngài lên làm ông vua Phật không à, thì người đời sau còn chấp ngã nặng quá, đúng không nè? Mà ngài thì ngài tự xưng mình là Trúc Lâm Đầu Đà, là một tên ăn xin, mà gọi là ăn xin hạng bét trong cái bang á, chứ không phải là trưởng lão, được không? Đầu Đà là cái hạnh khổ hạnh, trong hạnh ăn xin mà mình còn khổ hạnh nữa. Cái này cô hiểu ý không nha? Do đó chúng ta lưu ý là Corona no. So anyone have a mask, please offer me one piece. Có ai có cái khẩu trang cho mình cái, để lỡ là đi giảng mà ho ho người ta nói chết á. Tại vì sáng đi uống một ly nước đường nó ngứa cổ họng. Phải uống miếng nước quá. Được không sao? After cover the mask, you burn it up and down like this, okay? And then press and run top your nose. And never touch directly to the main part of the mask. Đừng bao giờ tiếp xúc cái tay trực tiếp vô cái khẩu trang hết. Mà use your finger, keep the red beside the mask. Ha. Khi mở ra tháo vô á, là đừng có cầm cái khẩu trang, mà lấy tay cầm cái này. Ok. And then, pull up down, press it. Okay. Very, pull protect your face. Bảo vệ đầy đủ cái mặt của mình. Bây giờ nghe rõ không? Để thầy con nghe được không? Ok nha. Good. One day before noon. Đó là cái we try to analyze the six parameter in the daily activity of the Buddha. Chúng ta cố gắng phân tích sáu cái ba la mật ở trong cái sinh hoạt hàng ngày của Đức Thế Tôn, để chúng ta hiểu cái bài pháp, bài kinh Kim Cang á, nó vậy đó nha. Tức là the emptiness is the form, and form is emptiness. Không tức là sắc, sắc tức là không. The emptiness thought, the emptiness idea is very high, very profound. However, it's what display, it's what present by the Buddha in his daily activity. For every boy can recognize it. It's not only a theory, it's a practical. Nó không phải là lý thuyết suông, học thuyết tánh không, bát nhã, nó không phải là lý thuyết suông, được không? Khó chịu quá. Sorry. When I come close to your place, so I use mask. Okay. Thì Đức Thế Tôn ngài muốn trình bày cái giáo nghĩa tánh không đó, nó bằng những hành động cụ thể để chứng minh rằng là cái không nó không nằm ngoài cái có, nó phải ở trong cái diệu hữu á, cái việc hoạt động hàng ngày, nhưng mà mình sâu vô nó rất là vi diệu. Một người đã tuyên bố mình là vô thượng chánh đẳng chánh giác mà lại đi ăn xin đều đặn mỗi ngày suốt 49 năm. Đây là một cái hành động nhẫn nhục chưa từng thấy, chưa từng có, đúng không?
và làm gương mẫu. He's a standard, a sample, a mirror. Ngài là một cái khuôn mẫu cho đệ tử để noi theo. Mình đi tu là mình bỏ bản ngã đi. Mình không còn cái nghề gì cao quý bằng nghề ăn xin đó, được không nè? Bằng cái nghiệp ăn xin đó, bằng cái hạnh ăn xin đó. In my temple, ở gần chùa mình đó, there is a bhikkhu. He belong to bhikkhu community. Có một vị sư khất sĩ, được không nè? Sư Minh Thủy á, sư đó ở tỉnh Sáng Ngọc Đồng á. Sư cứ đúng một tháng là sư đi khất thực vô chùa Chí Minh cùng với lại các sư khác, rồi ôm bình bát đi hết cái chợ Tà Lại á, hoành về khất thực, rồi ăn cái thức ăn người ta cho bữa đó đó, duy trì cái hạnh đó đến bây giờ vẫn còn. Mà ngài thầy đâu có, sư đâu có thiếu tiền đâu nha, nhưng mà đi chân không nghiêm trang đi từng bước để duy trì cái hạnh khất thực đó, rất là hay đó. Đại khái nó khó làm lắm, khó cái chỗ là gì, đi xin ăn không có thông báo trước nha, thông báo trước người ta biết, người ta chuẩn bị, người ta cúng nhiều lắm, này không thông báo trước, bất chợt xuống cái vô lễ Phật xong cái đi vòng quay về chùa Thạnh ăn xong đi về tỉnh xá, được không nè, hay ghê đó. Thì cái đó chứ mình thấy rất là hay, rất là quý. Thì cái hành động khất thực như vậy đó thì mình sẽ thấy là có vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nào là nõn sanh, tháp sanh, hóa sanh, thai sanh xuất hiện trước mặt mình đi khất thực, chứ còn mình ngồi trong cái thất của mình hay cái phương trượng á, của trụ trì á nha, hoặc là cái phòng mà đầy đủ phương tiện hiện đại như là computer hay là television hay là mobile phone vân vân á, thì mình sẽ không thấy được bốn loài chúng sanh trước mặt mình đâu. Mình bước ra đường mình mới thấy dưới chân mình có kiến nè, có dế nè, đúng không nè, có trùng nè, những cái loài thấp xanh, những cái loài hóa xanh, rồi xung quanh mình có gà, có vịt, thậm chí có thằng lằn, có rắn nữa, đúng không, là loài nõn xanh nha. Rồi những con người cúng dường mình là thai xanh, đúng không, rồi cái gì nữa, hóa xanh nữa nha, đốm đốm nè, vân vân, rồi sâu bướm rồi đó là hóa xanh đó. Đó thì khi mình đi vậy mình tiếp xúc được, mình đi hết một cái vòng như vậy là đến buổi chiều mới về tới kỳ viên tỉnh xá đó, afternoon đó nha. Thì ngày đi như vậy thì trong một ngày đó ngày tiếp xúc được rất nhiều các loài chúng sanh, từ nõn xanh, tháp xanh, hóa xanh, thai xanh, và ngày đều quan sát chúng hiện hữu nhưng bản tánh rỗng không, duyên hợp huyển có. Thì đó chính gọi là bát nhã trí đó, quý thầy quý cô nha. Và đó chính là cái cách để an trụ bồ đề tâm và hàng phục vọng tâm đó. Cái gì nữa nha. Bồ đề tâm không phải mình thành Phật là mình ngồi ở trên chánh điện rồi người ta lạy mình, người ta cúng dường, không phải vậy. Mà bồ đề tâm mình tu thành Phật là trở thành một người tiếp xúc gần gũi với dân chúng. Và cái ý nghĩa đó Đức Thế Tôn đã hộ niệm phó chúc như thế nào, đó là nè các con, nếu các con muốn tu thành Phật á, thì đừng có tưởng rằng là thành Phật là ngon lắm nha, thầy của trời người là mình sống ở trên trời, không phải gì đâu, mà là đi ăn xin hàng ngày, đừng bỏ bữa nào. Hôm trước có thầy Quảng Ba, thầy Quảng Ba trụ trì một cái tu viện ở bên Úc, thượng tọ bây giờ là hòa thượng Quảng Ba thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thầy thường đi qua bên Ấn Độ để mà giúp đỡ tăng ni sinh lúc với bên học Ấn Độ á. Thì có nhiều quý thầy quý sư cô ở Ấn Độ cái thấy thượng tọ từ bên Úc qua, cái xin thượng tọ bảo lãnh qua Úc đến chùa của thượng tọ tu, nghĩ là mình ở Việt Nam thì nó nghèo, hay là ở Ấn Độ thì nó cực quá, đi qua Úc thì sướng hơn, đúng không? Đó. Thì cái thượng tọ bữa đó gặp tăng ni sinh thượng tọ nói thì thầy con nào muốn qua tôi bảo lãnh liền à. Nhưng mà nó nhớ qua bên Úc nó cực hơn ở Việt Nam nha. Làm việc dữ lắm, mà tôi đi hoằng pháp, tôi đi thuyết pháp cả ngày vậy đó. Tôi cũng mệt lắm chứ đâu có giỡn chơi đâu nha. Mà chùa tôi nó thiệt là nghèo lắm. Quý thầy cô qua thì chịu nghèo không? Chịu cực á thì qua, tôi bảo lãnh liền. Nghe nói vậy thôi mọi người rút lui 10 người hết chín. Đó. À như vậy thì sao? À, đó, cái gọi là hạnh Bồ Tát á, là phải tứ nhiếp pháp á, bố thí ái ngữ lợi hành đồng sự á, được không? Mình muốn đồng sự với tất cả chúng sanh mà mình làm một cái nghề cao hơn họ thì mình không gần họ được. Chỉ có ăn xin là cái nghề thấp nhất mới đồng sự với chúng sanh thôi. Ai cũng thông cảm và mình có thể len vô từng ngóc ngách, từng ngõ hẻm, từng nơi chốn để mà mình làm những cái hạnh đồng sự với họ. Chứ còn làm thái tử thì không thể đồng sự với họ được. Tại bắt buộc phải có khoảng cách. Cái khoảng cách đó là giai cấp. Phải có thì mới giữ cái tư cách của một thái tử được chứ. Đó. Nên làm ăn xin thì xóa nhòa cái giai cấp và khoảng cách đó đi với lại chúng sanh rồi.
Nên là gọi là độ tất cả các chúng sanh vào vô dư y niết bàn. Bốn loài chúng sanh mình gặp trên cái con đường thất thực hàng ngày, mình đều thấy mình bình đẳng với các chúng sanh đó, đều là rỗng không vô ngã. Với cái trí tuệ sáng suốt thấy được như vậy, nhận thức như vậy á, thì mới gọi là không có vọng tưởng được. Chứ còn mà thấy mọi loài thấp hơn mình hoặc cao hơn mình cái á, là coi như có ngã tướng rồi đó, có nhân tướng, có chúng sanh tướng rồi đó. Nó sẽ không có trí tuệ được cái chỗ đó, không có được cái tánh bình đẳng. Vì vậy mà đây là cái bài pháp nói về cái hạnh của Ngài, nó thuyết cái bài kinh Bát Nhã Kim Cang nha, học thuyết Kim Cang Bát Nhã. Tiếp tục ha. After begging for food in the city and eating his meal for a price, he returned from his daily route in the afternoon, put his robe and burl away, washed his feet and sat down on the potted cheese. Sau khi xin được thức ăn, sau khi nhận được thức ăn, mình thấy cái câu tiếng Anh ấy, nó rõ nghĩa lắm. After begging for food, tức là mình dịch tắt là sau khi khất thực trong kinh hành, and eating his meal for price, và thọ thực bữa trưa, Ngài quay trở về từ cái lộ trình hàng ngày, daily round, Ngài quay trở về tinh xá đó, từ cái lộ trình hàng ngày vào buổi chiều. Có nghĩa là khất thực xong rồi, không phải như trong kinh Hán Tạng nói là gì? Ngài quay về kinh thành, Ngài quay về tịnh xá, kỳ viên mới dùng bữa trưa. Không, dùng như vậy cơm nó nguội rồi nha, mà nó không tốt cái sức khỏe nữa, mà bưng nó nặng nữa. Tự nhiên mắc mớ phải tốn năng lượng từ cái chỗ mà người ta cho mình cái bình bát nặng có khi cả ký, đi về rồi cơm nó nguội rồi bụi bặm nó vô, thí dụ vậy đó nha. Lỡ dấp té đổ hết lấy gì đi ăn nữa nha. Cho nên là nó hợp lý ở cái chỗ là gì? Đi một cái vòng vô kinh thành, in the city, he have lunch luôn nha. He eats a meal of rice. Có nghĩa là sao? Ngài khất thực xong rồi kiếm một cái cánh rừng nào đó, Ngài ngồi xuống cùng với đại chúng đó ăn tại chỗ luôn. Rồi sau khi dùng xong á, là nó đã quá ngọ, ta gọi là afternoon á. Và Ngài mới từ từ đi về kỳ viên tịnh xá. Rồi sau đó làm gì nữa? Đi ngủ hả? Hay là chơi game? Làm gì? Yes, main activity. Tức là lúc đó thức ăn là ăn để sống rồi đó, chứ không phải sống để ăn, chứ không phải về rồi kiếm thêm có cái gì ngon ăn thêm không nè. Hoặc là không phải về để mà enjoy được. Ngài về rồi Ngài trải tọa cụ vào đến cái chỗ ngồi định sẵn, trải tọa cụ kiết và sửa cái body position lại. Lưu ý mấy cái từ dùng rất là dễ hiểu ha. Rồi đâu thử rồi nè, put it drop and burn away. Một cái câu đó cũng hay lắm. Cái chuyện mà ăn xong rồi á thì thôi, qua xong thì đừng có lụy đò nữa. Cái chuyện mà bình bát với lại cái y tăng già lê á, thì để dùng khất thực là nhiệm vụ nó hoàn tất rồi đó. Cái đó là để nuôi mạng sống á, bỏ qua một bên, put away. Hay vậy đó ha. Chứ không có mà khư khư đi tìm thức ăn nữa. Cái đó để nó chứng tỏ rằng Ngài không có quan tâm đến chuyện ăn nữa rồi. Từ giờ đến sáng mai là ba cái chuyện mà đụng vô bình bát là đừng bao giờ never touch it again. Được không? Rồi. Sau đó thì Ngài sao nè? Watch his face. Chân cẳng đi lấm lem bụi bùn. Đây là the deep meaning mà chỉ có subhuti recognize and praise the Buddha. Tức là khám phá và tuyên dương Đức Phật. Rất là hy hữu thôi. Là sao? Mình thấy cái hành động rửa chân nó cũng bình thường hay gì đúng không? Nhưng mà nó nói một cái nghĩa thâm sâu là gì? Mình hồi nãy giờ đi làm hạnh Bồ Tát độ chúng sanh rồi đó, độ nõn sanh, thấp sanh, hóa sanh qua chuyện thức thực rồi đó, là thấy tất cả chúng sanh đều vô ngã tướng hết đó. Mới quay về thì đương nhiên nó có bụi dính, bụi đây là bụi trần phiền não á, được không nè? Mà Ngài thị hiện rửa chân như vậy để cho thấy rằng Bồ Tát đi vào đời không ít thì nhiều cũng dính bụi à, chạy trời cũng khỏi nắng, được không nè? Dính bụi trần do cái bàn chân bình bát sinh ngàn nhà, thân chơi muôn dặm xa vậy đó nha. Mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua, thì chân thế nào cũng dính đất, không có nói câu đó ha. Nhưng qua cái hành động đó để thấy rằng Ngài rửa chân là hãy bỏ hết bụi trần đi, quay về với chính mình để khám phá những cái chân lý bên trong nội tâm của mình đó. Thì lúc đó là rửa chân, tại sao phải mô tả kỹ đến mức độ như vậy, không thừa? Đúng lý ra mấy cái câu này không cần đưa vô kinh điển, đúng không? Đọc chi cho nó thừa cái hành động đó.
Nhưng mà mỗi một cái lời kinh đều đắt giá hết, mới các ngài mới kiết tập vô đây. Chứ nếu mà nó không có nghĩa lý gì thì đưa vô nó dư. Mô tả hành động hàng ngày mà không có nghĩa gì thì thôi đừng mô tả làm gì. Lúc đó nó phát hào quang cho nó khỏe, đúng không nè? Lưu ý chỗ đó nha. Vậy là bây giờ, tại vì quý thầy cô yêu cầu chứng minh nói sâu thì chứng minh ráng nói sâu quá, quý thầy cô ráng chịu khó mất thời gian nghe chút không? Để sau này mình đọc có mình thấy nó hay ở chỗ nào, nhưng thôi học xong rồi không có thấy hay được. Đây, set down on the apotheosis. Apotheosis means there are level, there are private level, có nghĩa là có một cái mức độ riêng tư của một cái người nào đó. Thí dụ như về cái Đức Thế Tôn thì phải có cái chỗ ngồi. Ở đây nó chỉ là the order of community, một cái trật tự trong tăng đoàn sống, nó có cái gì gọi là oai nghi, gọi là tế hạnh, gọi là nội quy, gọi là thanh quy á. Đức Thế Tôn phải muốn ngồi đâu ngồi, có cái chỗ được soạn sẵn cho ngài, thì cái chỗ đó là chỗ của ngài, chỗ này là của Xá Lợi Phất, của Mục Kiền Liên, vân vân. Để làm chi vậy? Để thấy rằng cái sinh hoạt của đại chúng nó có thanh quy, nó có giới luật, được không? Đặc biệt cho đó nha. Rồi. Mô tả những cái lời như thế này thì chúng ta thấy nó hơi có chi tiết một chút. After crossing his legs and adjust his body, sau khi bắt chéo chân, đây chứ mình dịch sát từng chữ từng nghĩa nha, để chúng ta hiểu. Sau khi bắt chéo chân, sau khi ngồi chéo chân, chỉnh sửa tư thế, chỉnh sửa thân, tức là ta gọi là sau khi chéo chân, chỉnh thân, đúng không? Đấy nè, adjusting his body, he turned his awareness towards world before him. Ngài mới hướng tâm đến, tức là chuyển tâm ý đến những gì xảy ra trước mặt. Cái chữ xảy ra nó lược bớt đi, nó ẩn đi, nó hidden đi. Đó. Tức là bây giờ á, ngài không phải ngồi chìm sâu trong những tư tưởng bay bổng trên trời nữa, mà ngài ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Trong tiếng Hán á, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái gì xảy đến trước mặt mình chánh niệm, tỉnh giác, aware, chứ không phải là dream, không phải tưởng tượng nha. Và ngài đón chờ quý thầy khác có đến thư pháp hay thư thỉnh thì ngài sẽ trả lời đó, được không? Chứ không phải là ngồi nhắm mắt lim dim, mà là ngồi rồi cái gì xảy đến trước mắt á, tức là cái câu này đây, what was before him, cái gì nó ở, cái chữ was này là ở nha, thì là ở, nó dịch là ở, ở trước mắt ngài cái gì thì ngài aware is clearly, thấy nó rõ ràng, ta gọi là đặt niệm trước mặt, niệm là chánh niệm tỉnh giác á. Đó là cái Đức Thế Tôn ngồi để mà chuẩn bị giảng pháp, hay là chuẩn bị coi như trả lời những cái câu hỏi hay là những cái thắc mắc gì đó, được không nè? Thì thấy được cái điều đó thì những cái vị tỳ kheo A Lăng Nhã đó bắt đầu mới đến, rồi đảnh lễ, rồi đi kinh hành vân vân, đi nhiễu ba vòng rồi Tu Bồ Đề nhân cơ hội đó thư thỉnh, là chúng ta hiểu ha. Cho nên có cái chuyện mà awareness to what were before him, lý do đó là chờ cái gì nó xảy ra bằng cái sự tỉnh giác. A number of bhikkhus then, hôm qua thì có một cô dịch đúng mà chứ mình dịch sai đó. A number plus plural noun and then plus singular or plural verb. Tức là cái chữ a number thì nó cộng với một danh từ đếm được số gì? Số nhiều, và cái động từ đó là cái động từ dùng để cho cái chủ từ số nhiều luôn, chứ không phải là ngôi thứ ba là phải thêm s nha. Đó, nó đặc biệt cho đó. Còn the number of á, thì mình mới dịch là nhiều, còn a number of mình dịch là một số, some á, được không nè? Một vài á, thì cái sư con qua dịch đúng á, được không nè? Chứ mình coi lại cái đó hồi tối. A number of bhikkhus then came. Nếu như cái động từ came này mà ở thì hiện tại thì sao? If this verb in the present tense, not past tense, so how can we make it a sentence? Làm sao chúng ta đặt câu đây? Mình đặt là comes giờ, hay là mình chỉ là come thôi? Hả? Có giờ, có s không? Có s không? Không s. Nghĩa là số nhiều hay số ít? Số nhiều nha. Bhikkhu
Mặc dù là bhikkhu là số nhiều quá, nhưng mà nếu như nó là the number of bhikkhus vẫn là số nhiều, thì cái động từ come đó phải thêm s. Cái chữ bhikkhu đó số nhiều, nhưng cái chữ the number of á, thì nó cộng với một plural noun, một danh từ số nhiều, và cái động từ được chia ở số ít. Chúng ta lưu ý nha. Đây cái điểm văn phạm đó người ta quy định vậy, mình học thôi, được không nè. A number of thì cộng với danh từ số nhiều cộng với động từ được chia ở số nhiều luôn. Hình dung được không? Nếu mốt có làm bài thi trắc nghiệm mà văn phạm á, nó ưa gài mấy chỗ đó đó. Thì đây là một số hay một vài vị đệ tử, tức là một vài vị tỳ kheo khi ấy đã đến chỗ Đức Thế Tôn ngồi. Đương nhiên các vị này là các vị mà tranh thủ để thưa thỉnh đó. Bình thường thì ngay trong rừng sâu đó, mà dẫn đầu là chính là Tu Bồ Đề đó nha. Sau khi touching their heads to his feet, sau khi đảnh lễ đầu tiếp túc, đầu diễn tiếp túc á, sau khi mà đảnh lễ với đầu tiếp xúc với chân, ta gọi là sau khi đầu diễn tiếp túc đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nếu mà chúng ta dịch theo cái ngôn ngữ nhà Phật thì vậy ha, đầu diễn tiếp túc quy mạng lễ đó, được không? Sau khi mà đầu của các ngài lễ xuống chân của Đức Phật, thì các vị ấy walk around him to the right three times. Các vị ấy đi nhiễu xung quanh Phật ba vòng, and sat down to one side, và ngồi một bên. Thì cái ý này nó chỉ nói sự tôn kính đây. Cái phần mà dịch về cái nghĩa chữ nào nghĩa đó, chứ mình dịch đây quý thầy cô chút nữa lấy cái file về coi thêm ha. Rồi. Một số tỳ kheo sau đó đến chỗ Thế Tôn ngồi, sau khi đảnh lễ chạm đầu vào chân ngài, họ đi nhiễu ba vòng bên phải ngài, tức là bên phải Đức Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên, được không? Một hôm trước giờ ngọ, Đức Thế Tôn đắp y mang bát đi vào kinh thành Xá Vệ khất thực. Đến chiều, sau khi đã khất thực trong kinh thành và thọ trai xong, ngài theo lộ trình hàng ngày quay về tinh xá, xả y, cất bát, rửa chân và ngồi xuống chỗ đã được soạn sẵn. Sau khi bắt chéo chân và điều chỉnh cơ thể, ngài chuyển sự tỉnh giác của mình vào những gì xảy ra ở trước mặt, được không nè? Rồi. Number two. On this occasion, the Venerable Subhuti was present in the assembly. Nhân cơ hội đó, thì giờ mình dịch cái câu này sao, cái trạng từ này nè, mình nên dịch chen chen vô nó hay hơn. Trưởng lão Tu Bồ Đề cũng có mặt trong pháp hội ấy. Nhân cơ hội ấy thì ngài mới khởi thân đứng dậy, tức là ngài rời khỏi chỗ ngồi, đứng dậy, đứng lên khỏi chỗ ngồi. He uncovered one shoulder and thrust his right knee to the ground. Ngài trịch cái một vai áo và thrust his right, quỳ gối bên phải sát đất. Pressing his palms together and bow to the Buddha and said, hai tay chắp lại và lễ Đức Thế Tôn rồi thỉnh thưa thỉnh rằng. Cái hành động của Tu Bồ Đề này á, thì chúng ta thấy được cái ý nghĩa Bát Nhã chỗ nào. Subhuti, he on this occasion and put forth the question later, and before that he rising from his seat and uncover his shoulder and touch his right knee to the ground. Uncover his shoulder. It means he would like to show his faithful to the Buddha. Cái sự muốn tỏ ra cái sự tin tưởng những lời của Đức Thế Tôn nha. Và coi như là không có che giấu á, được không nè. Thứ hai là gì? Là ngài quỳ gối mặt xuống, là để coi như phân ra cái vai trò của mình. Mặc dù là tánh Phật với tánh chúng sanh, tánh thường rỗng lặng đà đồng á, nhưng mà khi về mặt mà diệu hữu á thì cũng có ngôi thứ đàng hoàng. Nên chúng ta đọc Pháp Bảo Đằng Kinh á, chúng ta thấy á, có những vị đệ tử á, có những vị gọi là khách tăng á, gọi là thiền tăng á, đi hành cước á, thì họ muốn thử cái vị mà họ đến để họ học đạo á, họ không có giống như ngài Tu Bồ Đề vậy đâu. Ví dụ như ngài Huyền Giác Đại Sư, ngài đã ngộ được cái tánh thiền ở trong kinh gì, Duy Ma Cật. Khi mà ngài tự đọc kinh Duy Ma Cật á, ngài kiến tánh, thì được ngài Huyền Sách dạy rằng hãy đi đến gặp sư phụ của Huyền Sách là Lục Tổ Huệ Năng để mà Lục Tổ Huệ Năng ứng chứng, thì ngài Huyền Giác mới đồng ý đi. Nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng lừng danh cả một cái tỉnh Triều Châu đó, sát Việt Nam mình á,
như vậy đó. Nhưng mà ngài gặp Rục Tổ Huệ Năng á, ngài đâu có là đi nhiễu bao vòng chắp tay xá Phật, chưa là xá tổ rồi quỳ gối xuống đất thưa thỉnh đâu. Dạ thưa thầy, con kiến tánh thầy ứng chứng cho con, không có chuyện đó đâu nha. Còn mình gặp các hòa thượng là phải làm sao? Đắp y đảnh lễ ba lạy, đúng không? Ổng đi, ổng chống cây gậy, ổng đi cạch 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 trước mặt Rục Tổ Huệ Năng vậy đó nha. Đổ nói ổng tăng nào ở từ xa đến mà đại ngạ mạng như vậy nha. Xong rồi không có nói ta là tổ thì không lại lại ta, nhưng mà trách ông tăng là sao ngã mạng vậy trong hội chúng mà chống cái gậy đi nghênh ngang trước mặt của pháp sư như vậy. Thì ngài Quyền Giác mới nói chứ, trời ơi, sanh tử việc lớn, vô thường mau chóng, sanh tử đại sự ha, vô thường tấn tốc á, giờ ở đó mà lễ lạy nha, vô thường nó chết rồi đến không biết sao đó, ở đó mà lễ lạy. Đây đó, đó là cái dạng đó, nghĩa là đang nói lý nha. Nếu mà ở trên cái lý mà giống như Lục Tổ đã từng gặp ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, nam bắc là có khác nhau, người nam kẻ bắc thì có khác á. Tại vì Lục Tổ là ở cái vùng phía nam là gọi là Giang Nam á nha, còn Giang Bắc là ở vùng Bắc Kinh rồi đó. Thì người Giang Nam thì bị người Bắc Kinh coi thường lắm, được không nè. Cái vùng mà các nước Việt á, các nước mà dân tộc Việt á, nó là Mân Việt rồi gì á, rồi Lạc Việt gì đó nha, là cái nước mà gọi là mang di mọi rợ so với người phương Bắc. Hồi xưa là Ngô Tôn Quyền cai quản cái vùng đó đó, đó gọi là Đông Ngô á. Rồi còn cái vùng Bắc Ngụy là dân cao sang lắm. Thì người phương Bắc luôn luôn có thái độ coi thường người phương Nam. Lục Tổ Huệ Năng đi ra phương Bắc để mà tu ở nơi cái chùa Đông Sơn của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, cái nơi mà nó thuộc về tỉnh Triết Giang á. Ngài Tô Đông Pha cũng đã từng đến chỗ đó đó nha, Lô Sơn Yên Tỏa Triết Giang Triều á, chiều á, bị Đáo Bình Sinh Hận Bất Tiêu á, Đáo Đắc Hoàng Lai Vô Biệt Sự, Lô Sơn Yên Tỏa Triết Giang Triều. Thì có nghĩa là ngài đến cái chỗ đó người ta coi thường ngài là dân gọi là cái tộc người gọi là phên dậu á, được không nè, đó phiên bang á. Nên mà đến gặp mà Ngũ Tổ và nói là người phương Nam mà cũng có Phật có cũng đi học đạo được á, Lục Tổ Huệ Năng mới nói người thì có Nam Bắc mà tánh Phật không có Nam Bắc nữa. Cái kiểu nó giống vậy đó. Thì giờ á là sư phụ á là cao hơn mình, mà mình đến gặp sư phụ á mà nói về lý á thì không có cao thấp. Cho nên là lúc ngài biểu diễn bằng cách là cầm cây gậy đi cạch 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 ngang mặt Huệ Tổ là để nói là lý tánh tôi với ngài bằng nhau, chứ không có con với thầy gì hết trơn á nha. Nhưng mà Lục Tổ Huệ Năng á thì sao? Cái lý tánh bằng nhau đó nó không phải là một pháp nằm ngoài các pháp thế gian bình thường được. Chân đế nó không không lìa tục đế mà có được. Chân không không lìa diệu hữu mà có được. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng mới nói ồ hay quá, ông hiểu sâu cái nghĩa vô thường á, đúng không nè? Tức là cái lại ông là ông luôn. Nghĩa là ông hiểu sâu quá, nhưng mà thật ra hiểu đó là cạn á, gọi là thiên chấp một bên á. Nếu mình tu mà mình phá cái ngôi vị đi. Đáng lý ra tu Bồ đề á là cái người tánh không đệ nhất á, là cái người mà không vướng mắc về hình thức nữa. Có những lúc ngài không có vướng mắc hình thức, những cái lúc mà mọi người chạy theo hình thức á thì ngài làm ngược lại để khỏi rơi vào cái cực đoan đó. Là Đức Thế Tôn từ trên cung trời Đao Lợi suốt 3 tháng hạ giảng pháp trên cung trời Đao Lợi cho mẫu thân, chúng ta thấy trong kinh Địa Tạng đó nha. Thì giảng có một buổi à, nhưng mà bằng thế gian 3 tháng đó, buổi sáng thôi bằng 3 tháng ở đây đó. Thì Đức Thế Tôn trừ cung trời Đao Lợi đi xuống á, là đã có sứ giả xuống báo trước rồi, người, bao nhiêu quý thầy quý khác là chạy đến cái vùng Sankisa, bây giờ nó gần, nó cách Đề Ly khoảng 200 cây số á, là người ta bao quanh đó để chờ Đức Thế Tôn xuống, và người ta chiêm ngưỡng dung nhan của Phạm Thiên và Đế Thích đi hai bên Đức Thế Tôn nữa, trong đời mới thấy các ngài hiện thân lần đó đó. Thế thì ai cũng đùng đùng đi coi hết trơn á, giống như giờ mà mấy đứa trẻ nó đi đón thần tượng bên Hàn Quốc qua sân bay Tân Sơn Nhất vậy đó, đúng không? À, thì Tu Bồ Đề vẫn ở trong rừng sâu đó ngồi kiết già nhập định, chứ không có đi đón Thế Tôn. Thì cái trường hợp đó là sao? Trường hợp đó là thể hiện cái tánh bình đẳng đó. À, Đức Thế Tôn mình bằng nhau á, qua cái chuyện mà mọi người thì coi Đức Thế Tôn là một cái gì đó nó khác mình, nó cao siêu, nhưng mà ngài thấy trên tánh Phật thì bằng nhau, Phật chúng sanh tánh đường cũng bằng. Nhưng mà khi thưa thỉnh Phật pháp á thì ngài lại trở về với tục đế, được không nè? Đó, tại vì ngài biết rằng cái tánh không không rời được cái có mà có, chân không không rời diệu hữu được. Cho nên ngài quỳ gối đây là thể hiện cái trí tuệ bát nhã, cái trung đạo, không rơi vào chấp có, không rơi vào chấp không. Lưu ý chỗ đó nha, nó rất là hay chỗ đó. Tuy là mình là hỏi về cái tánh sâu xa, nhưng lại
thể hiện bằng cái diệu hữu rất là bình dân giản dị như vậy. Đó là nói sâu quá, quý thầy cô có cần phải nghe sâu vậy không? Cần nghe sâu vậy không? My ability, English ability is not enough to express my idea if I talk a lot of idea like this. Cái khả năng tiếng Anh của chúng mình không đủ để diễn đạt hết những cái ý chúng mình muốn nói đâu. Tại vì cái ý nó đi nhanh quá mà cái tiếng Anh nó đi chậm quá, được không nè? Đó, đồng thông cảm nha. Nếu chúng mình sống ở bên Mỹ thì chúng mình sẽ nói bằng tiếng Anh hàng ngày á, thì nó mới kịp. Còn bây giờ chúng mình xuất cái ý nó nhanh, cái ngôn ngữ nó chạy theo không có kịp. Nhiều khi tới cái từ đó mình không thiếu từ, cái nó khựng lại, cái ý nó không có nói tiếp được nữa. Quý thầy con thông cảm giùm được không? Rồi. Pressing his palm together and bowing to the Buddha, he said. Đó. Pressing his palm là một cái hành động mà rất hay. Cư sĩ Giang Bị Nông giải thích cái chỗ này kỹ lắm, cho nên đọc đi quý thầy cô, về tối nay có rảnh đọc đi nha. Cư sĩ Giang Bị Nông có giảng giải Kinh Kim Cang, cái hành động chắp tay ổng cũng giảng luôn, được không nè? Đó. Cúi đầu sao ổng giảng hết luôn, được không nè? Giữa thái cực có, thái cực không á, giữa cái cao cái thấp á, bây giờ nó trung hòa thành trung đạo là hai tay hiệp trưởng á, được không nè? Hướng Phật đó. Một cái rất hay, tức là trung đạo, mà trung đạo là chánh kiến, đúng không nè? Đó. Nên là hiệp trưởng hướng Phật, được không nè? Lưu ý cho đó nha. Chúng ta học cái Trung Quán Luận rồi phải không? Ủa chưa hả? À, dạ, thôi. Is it rare, Bhagavan, most rare, in this Sugata, how the Tathagata, the Arhat, the fully enlightened one, blessed, fearless, Bodhisattva, with the best of blessing. Thật là hy hữu, Bạch Đức Thế Tôn, rất là hy hữu, thật vậy. Thật vậy, còn cái này không có chữ bạch nè nha. Cái này là chủ từ của cả một cái mệnh đề phía sau nè. Chúng ta lưu ý cái văn phạm nè, nó phân tích chút nha. Thật là hy hữu thay Bạch Đức Thế Tôn, thật vậy rất là hy hữu. Đây, cái cụm từ này đủ rồi. À, là nó diễn tả cái chuyện mà Đức Thế Tôn giảng cái Bát Nhã Trí Tuệ đó, gọi là Bát Nhã Ba La Mật đó, hay là lục độ Ba La Mật luôn cho nó đúng á, bố thí trì giới những nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Là một cái hành động đi một vòng khất thực xong rồi ăn cơm về ngồi kiết dạ linh thẳng đặt niệm trước mặt, chính là hy hữu á, rất là hiếm thấy mà chỉ có ngài mới thấy được. Nói về hy hữu á thì cư sĩ Giang Vị Nông có đưa ra bốn cái loại hy hữu luôn, để chứng minh xin thuật lại không phải cái ý của chứng minh nha. Rồi nói bằng tiếng Việt đi, tiếng Anh nó khó quá, được không nè? Thứ nhất á là xứ hy hữu, thứ hai là thời hy hữu, thứ ba là đức hy hữu, và thứ tư là sự hy hữu. Thời xứ đức sự là sự hiếm có. Đức Thế Tôn xuất hiện trên cõi đời này, và cái thời kỳ giáo hóa của ngài so với cái chuỗi dài vô tận của cái vũ trụ này, cũng như là cái tuổi thọ của trái đất á, thì nó quá ngắn đi. Ngài ra đời, ngài tồn tại có 80 năm thôi, rồi cái giáo pháp ngài tồn tại có 1-2 ngàn năm là nó chấm dứt. Cho nên cái thời kỳ Đức Thế Tôn xuất hiện nó vô cùng hiếm hoi, mà may mắn sao mình lọt được vào cái thời kỳ còn Phật Pháp này, cho nên cái sự kiện mà Đức Thế Tôn xuất hiện là hy hữu, được chưa? Đó. Thứ hai, cái nơi chốn, cái vị trí Đức Thế Tôn ra đời là Ấn Độ và các nước châu Á cũng rất là hy hữu, gọi là Nam Thiệm Bộ Châu hay Nam Diêm Phù Đề. Nó rất là quan trọng cho chúng ta cũng sanh vào chỗ này luôn, cho nên xứ hy hữu. Nếu chúng ta sanh ra ở phương Tây, ở Hàn Quốc, ở các nước mà Hồi giáo là chúng ta không thể gặp Phật Pháp được. Lưu ý cho đó nha. Cái sự xuất hiện, cái vị trí nơi chốn Đức Thế Tôn xuất hiện nó cũng là hiếm có. Đáng lý ra Đức Thế Tôn có thể ở trên cõi trời luôn, Bồ Tát hộ mình ở trên đó xuống khỏi xuống đây thì dân ở cõi trời họ được hưởng phước. Mà ngài xuống cõi người thì cõi người là cái phước lớn, do đó gọi là xứ hy hữu, được chưa? Đức Thế Tôn xuất hiện trong cõi người, cho nên cõi người nhận được giáo pháp của ngài để thoát khỏi khổ đau triền miên sanh tử, chính là sự khó có. Rarely á vậy. Thứ ba là đức hy hữu, virtuous reality. Đây nè, cái chữ này nè, cái danh từ á là rarity cũng được đó. Thì đức có nghĩa là đức hạnh á của Đức Thế Tôn nó quá hy hữu đi. Tại sao vậy? Nếu mà Bồ Tát Di Lặc ra đời á thì lúc đó chúng ta ai cũng sống 80.000 tuổi hết trơn á. Và Bồ Tát Di Lặc cũng coi như là mở ba cái pháp hội mà ngài thuộc loại là thượng thiện nhân rồi nha. Giống như là một vị ở cõi trời vậy đó.
Cho nên cái lúc đó đó không có những cái hạnh, những cái đức mà đi khất thực, cũng có đi khất thực nhưng mà giống như là đi biểu diễn, được không? Tại có đói đâu mà đi khất thực nha. Chúng ta lưu ý á, hiện nay bây giờ chúng ta đang sống nè, quý thầy đi khất thực cũng là để duy trì cái truyền thống thôi, chứ không phải thật sự là xin đồ ăn đó. Đó sự thật vậy đó nha. Nên cái thời kỳ mà Đức Thế Tôn ra đời và ngài là một vị giáo chủ của một tôn giáo mà là thái tử nữa mà đi khất thực như vậy là cái đức của ngài nó quá lớn đi nha. Và nó duy trì đều đặn hàng ngày. Nhiều khi chúng ta mới đầu, mới gọi là mới khởi nghiệp á, mới đi xuất gia nè, hoặc là mới ra làm nhận một cái thất, một cái chùa, thì chúng ta còn siêng lắm, sáng ra lấy chỗ quét rác đâu ha. Mình mới nhận cái chùa thì đâu có đệ tử gì đâu, mình phải làm hết mọi thứ, đúng không nè. Nhưng mà sống lâu lên lão làng cái là mình trở thành ni sư, mình trở thành là đại đức thượng tọa rồi á, là mấy người cư sĩ họ vô làm hết, mấy đứa chú điệu làm hết trơn, rồi mình cứ ngồi, ôi mình là chúng lớn cần gì làm, đúng không nè. Thì cái đó gọi là quá bình thường. Nhưng mà chúng lớn mà vẫn đi quét nhà vệ sinh, vẫn đi quét rác là hy hữu, là ít thấy. Chúng ta để ý đó coi, những thầy cô như vậy ít có lắm. Ở chùa Ấn Quang có một thầy, bây giờ không biết có phải là chủ trì không, là thầy Minh Lương, thầy mập to con lắm, thấy là thượng tọa rồi, bây giờ chắc là hòa thượng rồi đó, mà ngày nào cũng như ngày nấy là xuống dưới coi nhà vệ sinh, quét cái nhà vệ sinh đó. Một cái hạnh nó dễ sợ lắm nha. Đi mà thấy nhà vệ sinh dơ là lấy chỗ quét, lấy nước xịt, chúng nói gì trơn á, không cần kêu sai bảo ai hết trơn á. Đó thì cái đó là ít có không, rất ít có, hiếm có lắm á. Chứ phải bây giờ như thầy Minh Lương là trụ trì chùa Ấn Quang giờ đó nha. Đó thì chúng ta hãy để ý cái chỗ đó chút. Nên cái hành động đó là nó rất hy hữu, là chỗ đó, đó gọi là đức hy hữu. Thứ tư là gì nãy chứ mình nói, thứ tư là gì nè, nhớ không? Sử rồi à, sự hy hữu. Sự hy hữu có nghĩa là những cái hành động, cái đó cái đức của Đức Thế Tôn rồi, nhưng mà cái hành động đi khất thực nè, cái hành động mà gọi là gần gũi với đệ tử, sống cả cuộc đời với lại cái gì, rừng cây, với thiên nhiên. Mặc dù ông vua ổng dành cả một cái vườn thượng uyển, cái vườn nuôi sóc của ổng với những cái bụi trúc rất là đẹp để cúng dường hành trúc lâm tịnh xá, mà Đức Thế Tôn đâu có ở đó lâu đâu. Rồi Đức Thế Tôn sao? Ông cấp cô độc cúng cái chùa mà lót bằng vàng á, gọi là kỳ viên tịnh xá đó. Đức Thế Tôn đâu có thấy vậy là mừng, cái bỏ cái chỗ cũ đi qua chỗ mới liền đâu. 6 năm sau Đức Thế Tôn mới qua bên kỳ viên tịnh xá. Quý thầy quý cô nhớ chỗ đó đó nha. Ngài có nhiều việc phải làm ở Vương Xá Thành, độ chúng dân ở đó, và đồng thời ngài có cái trí tuệ, ngài biết được cái vùng đó, dân chúng ở đó khát khao đến mức độ mà ta gọi là giống như cái chuyện Trạng Quỳnh mà cho con mèo nó ăn vậy đó nha. Thì có cái người sang trọng lắm, nuôi con mèo mà nó không có ăn cơm không được, cái đưa Trạng Quỳnh, Trạng Quỳnh cho nó đói nha, nó đói mèo lên luôn, cái bỏ cơm không nó quất sạch nhách đó nè, đúng không nè. Thì người ở thành Xá Vệ cũng vậy nữa, mong ngóng Đức Thế Tôn từng ngày mà 6 năm sau Đức Thế Tôn mới đến á, thì lúc đó ông vua ông cũng tò mò lắm, nhưng mà ông cũng tự cao tự đại lắm. Ông vua Ba Tư Nặc á, 40 tuổi mà làm đại đế của nước Kiều Tắc La, vĩ đại to lớn. Cho nên ông Đức Phật qua ở đó rồi mà ông không đi chào hỏi Đức Thế Tôn, nhưng mà Đức Thế Tôn cũng chẳng đến ra mắt ông vua làm gì hết trơn á nha. Đó. Thế thì sao? Thế thì ông vua đó ông chịu không nổi rồi. Hoàng hậu Mặc Lợi phu nhân thì là đệ tử Thế Tôn, mà còn mình thì không gặp Thế Tôn. Cái nhà vua mới đi mà làm bộ nói là ta đi săn về ghé ngang á, chứ không phải là đi thăm chính thức, không phải hữu nghị xã giao thiệt đó. Ghé thăm thì nó tưởng ngài là ai chứ râu tóc thì còn trẻ măng nè, thì đòi làm cái gì ha. Những cái bậc mà gọi là giáo chủ các tôn giáo ta thấy râu dài tóc bạc không à nha. Cái Đức Thế Tôn mới nói chứ tâu bệ hạ, trên đời có 4 việc mà mình đừng có coi thường. 4 việc gì quý thầy con? À đúng rồi, đừng có coi thường con rắn nhỏ cắn cũng chết á, đúng không? Thứ hai là đừng coi thường đốm lửa nhỏ, thứ ba là đừng coi thường một vị thái tử nhỏ. Đó, nhà vua thấy không? Là một thái tử mới 40 tuổi mà làm đại đế rồi nha. Và thứ tư là đừng coi thường một vị sa môn trẻ tuổi, chứ không phải chú tiểu, không phải. Một sa môn trẻ tuổi có thể làm giáo chủ một tôn giáo được. Thì chỉ cần trả lời vậy thôi, nhà vua quỳ xuống xin làm đệ tử rồi, đúng không nè. Tức là thuyết pháp bằng một cái ví dụ cụ thể như vậy á, là ngài là một người trẻ tuổi mà ngài còn làm đại đế được, thì huống chi ta trẻ tuổi không làm giáo chủ được à. Đó, thì
vừa tôn trọng cái phẩm hạnh của mình mà vừa đề cao cái phẩm hạnh của người đối diện nữa, là cái cách nói chuyện của Đức Thế Tôn nó khéo đến mức độ đó. Cái đó gọi là gì, sự ha. Và cái sự mà đối với vương tôn triều thần là không quỵ lụy, mà đối với những người nghèo cùng khốn khổ bình dân thì ngài không có bỏ rơi họ nữa, ta gọi là đồng sự nhiếp á. Kể cả những người ở trong như là Liên Hoa Sắc là người bán thân nuôi miệng nè, rồi Vô Não là một tên tướng cướp dữ dội nè, Đức Thế Tôn vẫn đến độ, đúng không? Đó, những người nghèo cùng khốn khổ như chàng Đỗ Phân tên gì quên rồi nha, mà cũng được độ có thần thông đó, chàng Đỗ Phân của Vua Ba Tư Nặc á, rồi chàng Thọ Hất Tóc Ubali vân vân. Thì tất cả những cái người thấp hơn hay cao hơn mình á, Đức Thế Tôn đều tiếp xúc và độ được họ hết. Thì cái đó gọi là sự hy hữu. Trong khi giáo chủ các tôn giáo khác thì sao? Thì tỏ ra mình là một vị đạo cao đức trọng, râu tóc bạc phơ, để người ta nhìn vô cái tướng mình người ta kính trọng, đúng không nè? Đó, rồi sao nữa? Nó phải có giai cấp. Mình là giáo chủ thì không phải tầm thường được nha, không phải đi xin ăn cái kiểu mà cái ban được. Đó, đó là những cái điều mà chúng ta lưu ý đối với cái sự hy hữu. Thì ở đây Kinh Kim Cang nói Tu Bồ Đề khen Đức Thế Tôn là hy hữu thay Đức Thế Tôn, là nhờ chuyện Đức Thế Tôn đi khất thực đó, đó, nó biểu lộ hết tất cả những cái đó đó. Tại vì đi khất thực có khi là đi khất thực ngang qua cái kinh thành Xá Vệ, chỗ của Vua Ba Tư Nặc ở nữa, Mặc Lợi Phu Nhân ở nữa, đúng không nè? Thì như vậy vương vương mình cũng là ăn xin, mà gặp cái người nghèo cùng khốn khổ giai cấp Chiên Đà La mình cũng vẫn là ăn xin, thì cái đó gọi là hiếm có trên đời chứ không phải đơn giản. Rồi, do đó là cái lời khen ngợi mà chúng ta đi sâu chúng ta sẽ thấy nghĩa lý nó sâu xa. Rồi bắt đầu cái từ Sugata, thiện thể. Tại sao những cái gì Chí Minh vừa nói á, là Chí Minh đọc được của cư sĩ Giang Vị Nông á, được không? Những cái tư tưởng mới vừa nói này nè nha, thì cô về đọc lại đi, được không nè? Là ông ta phân tích từng chữ như vậy đó, chứ mình mới đọc hồi tối hôm qua, được không nè? Tại vì mới tìm được cuốn sách đó à, đó. Thì nó hay vô cùng luôn, mà đọc tới đâu thấy nó thấm tới đó. Vì vậy mà chứ mình nhân cơ hội này giải thích lại cho quý thầy cô. Sao cô? À, Kinh Kim Cang giảng giải cư sĩ Nông, Giang Vị Nông trên Thư Viện Hoa Sen có nè. Đó, nhiều trang web đưa lên lắm, đúng không? Chúng ta coi trực tuyến luôn, muốn coi thì chứ mình mở coi liền luôn, được không nè? Rồi, đây, có luôn đây. May quá chứ mình có add vô favorite. Đây, Thư Viện Hoa Sen. Kim Cương Kinh Giảng Nghĩa, người giảng Giang Vị Nông cư sĩ, người dịch Đồ Nam Lão Nhân. Thấy không quý thầy con? F11 cho nó ra. Đó. Rồi quý thầy cô về coi nha. Về coi rồi. Nè, chúng ta đọc qua về cái tiểu sử của Giang Vị Nông một chút nè. Đó. Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Kinh giảng nghĩa của Giang Vị Nông cư sĩ. Giang Vị Nông cư sĩ là người đã từng tụng kinh Kim Cương hơn 40 năm và đã từng dự những pháp hội thân nghe các vị đại đức hòa thượng hiện đại như là Đế Nhàn Pháp Sư, Đạm Hư Đại Sư vân vân giảng kinh Kim Cương và các kinh đại thừa khác. Rồi lại chuyên chú vùi đầu trong bộ Đại Tạng Kinh, sưu tầm khảo cứu bao nhiêu những cuốn sớ sao chú thích kinh Kim Cương của các vị đại Bồ Tát và tổ sư đời xưa để lại, đem những câu văn và ý nghĩa ra so sánh cân nhắc, dùng phương pháp quán chiếu lựa lọc những tinh nghĩa trong đó dung hợp lại rồi đem ra giảng trở lại cho các đạo hữu của thành phố Thượng Hải nghe trong khoảng mấy năm, lại được các đạo hữu ghi chép những lời giảng này thành kinh sách. Đó. Thì đó là cái phần mà chú thích của Đồ Nam Lão Sư, người mà dịch cái kinh cái bộ chú giải này sang tiếng Việt Nam. Chúng ta lưu ý ha. Sau khi cư sĩ Giang Vị Nông viên tịch cuốn Kim Cang Bát Nhã Kinh này được tái xuất bản tại Thượng Hải rồi nhiều lần ở Đài Loan, sau lại đem sang Mã Lai. Tại sao mà tái bản ở Đài Loan? Bởi vì cái cuốn này đã được Hòa Thượng Tinh Vân. Hòa Thượng Tinh Vân là cái người sáng lập ra cái trường Đại học Phật Quang
Và cái chùa Phật Quang Sơn ở bên Đài Loan, một trong tứ đại danh tăng ở Đài Loan á, cái người mà viết cuốn Thoát Vòng Tục Lụy á, được Hòa Thượng Quảng Độ dịch sang tiếng Việt á, thì Hòa Thượng Tinh Vân mới đem cái cuốn sách của Sĩ Văn Vị Nông này qua bên Đài Loan và in ấn phát hành ra. Và cái kim cang giảng giải của Hòa Thượng Tinh Vân cũng dựa trên những cái ý của cư sĩ Văn Vị Nông luôn. Hòa Thượng Thích Thanh Từ chúng ta, tại sao Chí Minh tìm được cư sĩ Văn Vị Nông? Tại hôm qua Chí Minh cầm cái cuốn kinh kim cang của Hòa Thượng Thanh Từ lên, Chí Minh đọc lại cái phần mở đầu á, nó Hòa Thượng mới liệt kê những cái bản chú giải kinh kim cang, có cư sĩ Văn Vị Nông, nó ồ, hình như cái tên này nó giống cái từ mà hôm qua mình đang thắc mắc á, đúng không? Cái Chí Minh mới tìm ra cái cư sĩ Văn Vị Nông đó. Và Hòa Thượng, và những cái lời giảng của Hòa Thượng Thanh Từ Chí Minh thấy cũng giống cư sĩ Văn Vị Nông, một phần giống ở trong đó đó quý thầy quý con nha. Nên nếu có thời gian quý thầy quý con đọc cái này đi, nó rất là dài dòng, tại vì ngày giảng chi tiết quá đi, nhưng mà Chí Minh nói gọn lại cho quý thầy con nghe chút vậy đó. Rồi. Xong cái này ha. Bây giờ là 8:42. Bây giờ là 8:42. Now should we have a break time? Up to 9 o'clock. Và mình nghỉ tới 9 giờ vô được không? Vô được Phật. Cảm ơn quý thầy con.